Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lina muốn chia sẻ với anh chị một cái tựa đề gọi là gặt thì gấp nhiều lần mình gieo. Hôm qua anh chị có coi cái băng của Lina về cái luật nhân quả chưa? Nếu mà anh chị chưa coi thì anh chị có thể trở lại cái băng đó coi, và cái này sẽ là cái phần tiếp theo của cái băng đó ha. Thì ở đây đó, khi mà mình gieo cái sự kỷ luật, mình gieo cái sự kiên định, mình gieo cái sự nhất quán, thì khi mà mình gieo cái hạt giống tích cực, mình gieo những cái hạt giống mà nó hỗ trợ cho mình thành công, nó giúp cho mình thịnh vượng, nó cho mình một cái sức khỏe và nó cho mình cái sự hạnh phúc, cho cái sự giàu có của mình, thì cái điều đó đó nó mới xảy ra trong cái cuộc đời của mình được. Ví dụ như có một người ha, anh ta nói rằng tôi rất là muốn thành công, tôi muốn giàu có, tôi muốn trở thành triệu phú đô la. Nhưng mà anh ta làm gì? Anh ta không làm gì hết. Anh ta vẫn tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Anh ta vẫn tiếp tục làm những cái công việc bình thường. Anh ta vẫn tiếp tục những cái thói quen bình thường. Và anh ta tiếp tục những cái hồi giờ mà anh ta làm đó, nó vẫn như vậy. Thì cái vấn đề ở đây á anh chị, cái ở đây á là giống như là anh ta gặp những người trước giờ mà anh ta đã từng gặp. Rồi cái nhiều khi anh ta coi những cái đài truyền hình á, cũng là coi những cái đài truyền hình đó. Anh ta vẫn tiếp tục như như vậy, không có gì thay đổi hết. Thì cái câu hỏi ở đây á là liệu cái người này sẽ có được cái kết quả mới không? Anh chị có thể comment câu trả lời ở dưới ha. Thì chắc chắn là không. Anh ta vẫn sẽ có những cái kết quả cũ. Okay. Bởi vì chúng ta gieo thói quen cũ thì chúng ta sẽ có cái kết quả cũ. Hy vọng gì ở những cái thói quen cũ anh chị? Hy vọng gì ở những cái quyền lực cũ? Nó không thể nào mang lại cho mình cái kết quả mới được. Bởi vì nguồn lực cũ của chúng ta mà nó có thể giúp cho chúng ta có được một cái kết quả mới thì chúng ta ai cũng thành công hết rồi, phải không? Cho nên anh chị nghe kịp không? Cho nên nếu như á thói quen cũ, những cái tư duy cũ, những cái kiến thức cũ, những cái nguồn lực cũ, những cái mối quan hệ cũ, nếu mà nó có thể giúp mình thành công thì anh chị đồng ý là mình đã thành công lâu rồi không? Cho nên nếu như mình muốn có một cái kết quả mới thì mình phải làm gì? Phải hành động mới. Hành động mới thì nó sẽ tương ứng với cái thói quen mới. Thì khi mình có cái thói quen mới đó thì nó lại tương ứng với lại cái tư duy mới, cái niềm tin mới, cái kiến thức mới và những cái nguồn lực mới. Và đây chính là cách sức mạnh của quyền lực gieo hạt. Đó chính là sức mạnh của quyền lực nhân quả anh chị. Bởi vì tại sao mình không thích những cái kết quả mình có? Bởi vì trước giờ mình chỉ gieo những cái hạt giống vậy thôi. Mình gieo những cái tư duy đó, mình gieo những cái hành động đó, mình gieo trồng những cái trái đắng thì mình sẽ có cái quả đắng thôi. Phải không? Cho nên nếu như mà anh chị không có thích cái quả đắng đó thì anh chị phải làm cái gì? Anh chị hãy đơn giản là gieo cái hạt giống mới. Anh chị thích hạt giống gì? Chúng ta hãy gieo trồng những cái hạt giống mà chúng ta muốn. Gieo trồng những cái hạt giống mà nó liên quan tới những cái điều mà mình muốn. Những cái hạt giống mà giúp cho ta thành công đủ đầy. Và cái quy luật này á, nó rất là quan trọng anh chị. Bởi vì có rất là nhiều người á, họ cứ suy nghĩ á, là tôi không cần làm gì hết. Tôi cũng có thể là thành công. Và điều duy nhất tôi cần đó là sự may mắn. Nhưng mà thật sự, sự thật là sao? Sự may mắn nó sẽ không có đến. Tại vì sự may mắn là do chính mình tạo ra mà. Phải không? Thì anh chị cứ hình dung như vậy nè. Nếu bây giờ mình muốn tham gia vào một cuộc chơi thì mình mới có cái tỷ lệ là mình chiến thắng. Khi chúng ta tham gia vào một cuộc chơi
thì chúng ta mới có khả năng để mà chúng ta chiến thắng. Còn bây giờ mình không có tham gia vào cuộc chơi thì liệu anh chị có chiến thắng được không? Làm sao mà thắng được? Bạn không tham gia mà. Và đây là lý do tại sao mà có rất là nhiều người họ lại không thành công. Họ lại không đạt được ước mơ của họ. Họ cũng không đạt được những cái mong muốn của họ. Thật ra những người này anh chị, không phải là họ không giỏi đâu. Cũng không phải là họ không cố gắng. Cũng không phải bởi vì họ không có sự chăm chỉ. Mà cũng không có phải bởi vì họ không có cái cơ hội. Mà bởi vì sao, anh chị biết không? Bởi vì họ đã bỏ cuộc. Họ đã không dám tham gia vào cuộc chơi. Họ bỏ cuộc quá sớm. Chúng ta biết á, phi thương thì quất phú. Ai cũng biết rằng muốn thành công về tài chính, muốn dư dả về tiền bạc thì con đường hiệu quả nhất là thông qua con đường làm kinh doanh. Phải không? Cái đó là cái chuyện ai cũng biết. Nhưng quan trọng là ngày nào bạn cũng nói rằng là tôi muốn giàu có, tôi muốn thành công, tôi muốn trở thành triệu phú, tôi muốn làm ông này bà nọ, nhưng bạn lại không chịu làm gì cả. Bạn vẫn tiếp tục làm những công việc cũ. Bạn vẫn tiếp tục làm con người cũ. Bạn vẫn tiếp tục những cái thói quen cũ. Bạn không có chịu đi học hỏi. Bạn không có chịu đi tìm kiếm những cái cơ hội để mình có thể làm kinh doanh. Bạn biết, có nhiều khi á, anh chị có cơ hội nhưng mà anh chị lại không nắm bắt. Vậy thì làm sao mà mình có cơ hội và may mắn đến với mình được anh chị? Bao nhiêu anh chị đây hiểu? Hiểu cái điều Lina mới nói. Comment nói tôi hiểu. May mắn là do chính mình tạo ra anh chị. Càng hành động nhiều thì cái tỷ lệ chúng ta may mắn nhiều hơn. Càng hành động nhiều thì cái cơ hội nó xuất hiện nhiều hơn. Còn mình ngồi ở đây mà nói chờ sung rụng. Không có sung nào rụng đâu anh chị ơi. Anh chị đang ngồi ở dưới cây mít nè. Anh chị đang ngồi dưới cây sầu riêng nè. Sung nào mà rụng cho mình. Phải hành động. Mình phải đứng lên. Mình phải đi ra ngoài kia. Mình gieo hẹp hạt. Mình phải gieo hạt. Mình phải trồng cây sung. Thì tương lai mình mới hưởng được cái quả, phải không? Mình mới hưởng được cái quả sung, mình mới có những cái quả ngọt của mình. Chứ bây giờ anh chị có không có hành động, anh chị không có làm cái gì hết thì làm sao mà anh chị có được cái kết quả mà anh chị muốn? Anh chị đồng ý với Lina không? Đó chính là gieo hạt đó anh chị, đó chính là nhân quả đó. Không gieo thì chắc chắn không gặt, không làm gì mà hy vọng có kết quả chắc chắn không bao giờ có. Phải không? Cho nên có một câu chuyện là Rina rất là thấy nó hay, Rina muốn kể cho anh chị nghe ha. Có những người á, họ có những cái niềm tin rằng là họ đã đọc những cái cuốn sách về bí mật lực hấp dẫn. Anh chị đọc cuốn đó chưa? Hoặc là đọc những cuốn sách về sức mạnh của tiềm thức. Rồi sau đó họ ngồi xuống và sau đó họ cầu nguyện và sau đó họ hình dung tưởng tượng cái bức tranh mà họ muốn, rồi cái họ tưởng tượng là cái chuyện đó nó sẽ trở thành hiện thực cho họ. Và một cái vấn đề ở đây á, có một cái vấn đề á, là những người này á, họ đặt ra cái mục tiêu, ví dụ như giờ ha, là có một cái con sông ở đây ha. Và cái người đó là muốn đi qua cái bờ phía bên kia. Nhưng mà họ sẽ ngồi xuống đây. Họ sẽ cầu nguyện. Họ sẽ hình dung tưởng tượng. Cầu nguyện cho con sông này, nó có thể là cái bờ sông bên này, nó có thể qua bên này cho họ. Họ sẽ nói là tôi sẽ dùng lực hấp dẫn để thu hút con bờ sông này qua bên này. Tôi sẽ dùng sức mạnh của tiềm thức
để tôi có thể đem cái con bờ sông bên này qua bên này. Vũ trụ ơi, hãy hậu thuẫn cho tôi đem cái bờ sông qua bên này. Anh chị ngồi đó 10 năm cầu nguyện á, 10 năm suốt cuộc đời luôn á, cái bờ sông bên này nó có qua bên này không anh chị? Anh chị nghe kịp không? Không sale thì không gặp, làm sao mà gặp được, phải không? Có câu nó nói vậy nè, thiền đến là phiền đi. Khi mà chúng ta nhập thiền đó thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy rất là bình an, chúng ta không có còn thấy buồn phiền gì nữa hết. Nhưng mà Lina hỏi anh chị nè, khi mà anh chị hết thiền rồi thì phiền nó quay trở lại, khi mà hết thiền rồi thì vấn đề nó vẫn ở đó, phải không? Mục tiêu, hoài bão, ước mơ và những cái sự kiện của mình nó vẫn phải xảy ra. Bây giờ bạn nói bạn bình an được không? Ngồi thiền bình an đó, bước ra khỏi thiền đi, tiện học, tiện ăn, tiện quần áo, tiện nhà cửa, tiện xe, tiện dầu, tiện nước, tiền bảo hiểm, tìm đủ thứ tiền, bước ra khỏi cái cửa là đều là tiền đó. Cái vấn đề là cái vấn đề ở đây á là những cái đó đó nó không có biến mất anh chị. Anh chị phải hành động. Anh chị nghe kịp đi nào không? Mình phải hành động thì mình mới có kết quả. Chứ mình ngồi đó mình hình dung, mình tưởng tượng thì không thích cách nào mà có kết quả được. Không hành động thì sẽ không có bất kỳ cái chuyện gì nó xảy ra với cuộc đời của anh chị hết đâu. Thì đó chính là cái quy luật nhân quả đó anh chị. Quy luật đầu tiên, gieo nhân gì thì mình sẽ gặt hái cái quả đó. Gieo nhân tốt thì có một bầu trời quả ngọt. Và hãy nhớ là luôn luôn gieo hạt với chủ đích tích cực. Gieo hạt với chủ đích tích cực nghĩa là mình luôn luôn có những cái ý niệm tích cực. Bởi vì chúng ta biết được quy luật số 2 á, Ly này sẽ chia sẻ vào cái băng kế tiếp đó. Nó gọi là quy luật trong ngoài. Ha. Thì hôm nay Ly là mong là cái băng này sẽ giúp cho anh chị hiểu, nếu như mình muốn có những cái quả mới ngọt thì anh chị hãy bứng bỏ những cái hạt mà không có tốt. Đừng có bỏ cái thời gian, sức lực, tiền bạc của cải vào những cái hạt mà nó sẽ ra cho mình cái trái đắng. Mình xứng đáng có được những cái quả ngọt để cho mình ăn. Thì bây giờ mình có một cái quyền năng, là một cái quyền năng lựa chọn. Anh chị có thể lựa chọn cái hạt nào để anh chị trồng. Thì hôm nay thứ hai, Lina cũng chúc cho anh chị sáng suốt lên, trồng xuống những cái hạt cho mình được hạnh phúc, bình an, đủ đầy, giàu có, thịnh vượng, mạnh khỏe. Hãy trồng những cái hạt đó nhiều lên. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người vào cái băng kế tiếp. Bye bye.